Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin chia sẻ với anh em về cái thao tác để mà cài đặt và điều khiển cái dòng âm đi Denon model là AVR1713 bằng cái smartphone nha anh em. Thì với điều kiện là cái âm đi của chúng ta phải được nối cùng mạng LAN với cái mạng Wi-Fi cùng một cái modem với cái smartphone. Như vậy thì ta mới có thể điều khiển được cái âm đi bằng cái smartphone. Rồi và cái thao tác đầu tiên đó là anh em vào cái App Store, thì này có thể cài bằng cái Android hoặc là iOS nha. Và ta tìm đến cái mục là Denon Remote App nha. Và tay tải xuống cái phần mềm có cái hình tam giác này. Thì trong lúc chờ đợi tải thì cái thao tác kế tiếp đó là ta cắm cái dây mạng LAN vào cái âm đi Denon nha. Phải cùng một mạng nha anh em. Và cái smartphone của chúng ta phải sử dụng bằng Wi-Fi, chứ không được sử dụng 3G thì nó sẽ không có nhận được nha. Đây là cái mạng LAN nha. Và ta cắm vào cái cổng network nha. Rồi lúc này thì ta sẽ chuyển sang cái ngõ là network nha, để xem kiểm tra là nó đã nhận được mạng hay chưa nha. Thì anh em có thể xem cái màn hình của TV khi mà ta cắm dây HDMI lên nha. Thì nó sẽ dễ dàng nhận thấy luôn, thì nó đã lên cái mục yêu thích rồi, nó đã nhận được cái mạng internet nha. Và cái điện thoại của chúng ta đã tải xong cái phần mềm rồi, thì ta mở cái phần mềm lên. Muốn tìm kết nối với các thiết bị trên mạng cục bộ, ok. Và những lúc này mà sẽ dò thiết bị nha. Cái lần đầu tiên thì nó sẽ chưa có nhận được tiền rồi nha. Có thể thoát ra và vào lại nha. Lúc này thì nó cũng đang vẫn trong tình trạng là dò mạng nha. Denon Remote App. Tắt khởi động lại máy. Cái AMD của chúng ta sẽ dò là cái mạng internet nha. Chúng ta đăng nhập vào mạng. Rồi. Và lúc này anh em sẽ thấy là nó đã nhận được rồi nha. Thì cái thao tác đầu tiên là khi mà ta cắm cái dây mạng vào máy thì ta nên khởi động lại máy, thì nó sẽ dò lại các trạng thái của đường dây mạng. Và cũng nên là khởi động lại cái phần mềm là nó Remote Denon App nha. Tắt mở và khởi động lại thì nó sẽ nhận được. Rồi, lúc này thì nó đã nhận diện được cái AMD rồi nha. Ta có thể tăng giảm cái volume. Thì anh em có thể thấy là cái volume ở trên cái âm đi nó đã thay đổi theo cái điện thoại nha. Và với cái phần mềm điều khiển trên cái smartphone thì anh em có thể thay đổi các ngõ vào nè,
thay đổi các chế độ âm thanh nè, tăng volume nè, thay đổi volume nè, nhạc tiếng nè, tiếng ở trên cái khiển nè, vân vân, rất là nhiều chức năng thì anh em có thể tham khảo thêm về cái ứng dụng này ha, khi mà ta kết nối được với cái điện thoại ha, khá là nhiều cái ứng dụng ở trong cái điện thoại này, có thể chơi USB và điều khiển từ xa, rất là tiện dụng nha. Như vậy là em đã giới thiệu xong cái phương pháp để mà điều khiển và kết nối cái Danone AVR1713 với mạng internet và điều khiển bằng smartphone. Thì xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.